Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm clip nhân phẩm nha anh em. Quay nhân phẩm nó trong phần last sale. Nói chung cái này phải nạp anh em ơi. Thì của bạn này á thì đã nạp một gói của mình rồi. Hai gói cho anh em, hai gói. Sorry anh em, hai gói. Thì sẽ mở hai phát để xem có ra Ronaldo de Lima hay không. Đây, phát đầu tiên nha anh em. Đây, có gì đây? Đó. Ngon nha, gì đây? Đúng rồi. Đây. Ở Brazil. Trời ơi, là W anh em. Quá đen. W là con Brazil cha. Chứ không phải là Ronaldo anh em. Trời ơi, mến là Ronaldo. Mình tưởng là Ronaldo. Quá đáng tiếc anh em. Trời ơi. Ấy, mình còn một phát nữa. Mình mở luôn nha anh em. Trời ơi. Trong đây có hai con Brazil. Đó là con Ronaldo Lima và con Brazil cha. Mình cứ hiểu lầm anh em. Đấy là một phát nữa nha. Nè. Rồi mở thôi. Yes. Đúng rồi, con gì đây? Team of the season. Lại là Brazil nữa, đúng không? Trời ơi, hai con Brazil cha đó em ơi. Không thể nào tin được. Trời ơi. Hai con Brazil cha luôn. Quá đen anh em ơi. Mình tự đồ 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 nữa chứ, trời Brazil nữa. Trời ơi, tức quá anh em, trời ơi. Quá đen luôn. Hai phát quá đen anh em ơi. Trời ơi, thật sự quá đen. Ok anh em, bây giờ mở tiếp tục. Mở re, cái phần là Miss Leston. Đây, con gì đây? Cũng ra cầu thủ anh em, không biết cầu thủ gì đây. Đây. Người Bỉ. Cam. Ôi, cái đội bộ Rugen. Trời ơi, con Van Aken. Trời ơi. Van Aken anh em ơi, con này bèo quá. Tiếp tục cho anh em, mình còn 3 phát nữa. Đấy, một phát tiếp tục nha. Đây kiếm thêm này, này kiếm thêm. Tại mở ri thì có điểm bon đó, kiếm thêm. Đấy, vô. Đây. Atina. CF. Sevilla. Rồi con Gomez anh em ơi, đúng rồi con Gomez. Trời ơi. Con này cũng bèo lắm. Thôi được 600 mấy à. Trời ơi bèo quá anh em ơi, kiếm con nào mà mình mấy triệu coi. Trời ơi. Rồi tụi anh em, còn hai phát nữa nha anh em. Để xem như thế nào đây. Hôm nay làm một clip nhân phẩm vui vui anh em. Đấy. Đây. Mở luôn, đó. Ok, còn gì đây? Nhìn CB Inter Milan, vị trí chăng? Xin đi anh em ơi. Con này cũng được có em tư rồi, quá bèo luôn. Đây, còn một con một phát cuối cùng. May mắn, ra con gì đây? Kiếm coi, đấy, ai cần quá trời anh em ơi, ai cần không? Ai cần nha anh em. Đó, ai cần thì có giá anh em ơi. Nhưng mà đừng có coi 95 là được rồi. Đấy. Mở. Đấy. Ra đi. Con gì đây? Cờ ra. Con mấy cờ ra. Cờ thủ gì đây? Sao thủ vậy? À. Người Đức. Sĩ đi em. Mát thao chăng? Đúng rồi. Mát thao anh em. Mát thao. Ồ. Mát thao 98 anh em. Cũng được anh em. Được nhiêu tiền đây? À. 91. Cũng được. Còn 98 là ngon rồi anh em. Đăng 95 là thối tiền luôn đó. Ok anh em. Nói chung là ạc này thì cũng được. Mấy con cười cùi ngon cũng được. Hai con Gashincha Arimaken. Đó. Bây giờ mình qua cái ạc khác nha em. Mình mở một phát nữa. Đó. Ạc này bạn này thì cũng nạp mình một gói. Nhưng mà mình là một phát thôi. Kia là hai gói, hai phát. Này một phát thôi. Để xem cái nhân phẩm như nào đây. Có là Ronaldo de Lima không? Đó là bóng chờ đây. Ronaldo de Lima. De Lima. Ronaldo, rồi người Đức anh em ơi, RB rồi, Lam rồi, Philip Lam. Ôi, quá đen rồi anh em ơi. Philip Lam 100 rồi, 10.000 FIFA Bon, trời ơi. Được con Philip Lam, quá đen. Ok anh em. Bây giờ, mình vô mình đá một trận hết, chưa hết. Giải trí anh em ơi, giải trí thôi, buồn quá rồi. Buồn quá. Không ra được con Ronaldo, quá tiếc anh em ơi. Ba phát, đây hình có rim icon rất là nhiều. Đó, có ba con là không là rim icon thôi. Đấy, con Messi anh em, Messi đó. Mình đánh test Messi cho anh em, mình đá luôn anh em ơi, đó. Ok anh em, bây giờ mình trận đấu cho anh em để mình xem đội hình gần như là rim icon rất là nhiều. Torres, Diaz, Roberto Carlos. Đó, Guardiola. Bosco, Philip Lam đây, Philip Lam, Bosco. Pires, Torres, Messi. Đó, Messi cũng nhìn như là Remaker anh em. Gullit, Barcelona, Messi, đi banh, Messi. Sút, vào.
Một pha đi banh rất là kỹ thuật của Messi. Leo lên Messi, quá tuyệt vời này, mở tỷ số rồi, 1-0 rồi. Quá hay luôn em ơi. Đây, một pha đi banh phạm bị hẹp đó. Tụng một cú sút chân phải nha anh em. Hỏi chung Messi, hai chân như nhau. Quá tuyệt vời anh em ơi, 1-0 rồi. Giống như đội hình Real Madrid đang đá với Barcelona vậy anh em. Đó, ta mặc áo Barcelona kìa anh em, mình mặc áo Real Madrid. Đấy. Bắt bàn rồi. Diaz cũng được pha đánh chặt rất hay. Montiel. Diplo. Montiel. Ai đây? Kin. Ulit. Hay lắm. Vẫn còn Kin. Biret. Kẹp vô. Diplo sút. Vào. Một đều rồi anh em ơi. Diplo anh em ơi, hay quá. Diplo đã gỡ hòa rồi. Trận đấu này diễn ra khá hấp dẫn với những pha ăn miếng trả miếng của hai đội. Nó ôi sorry anh em, mình đang mặc áo Paris Saint-Germain anh em ơi, mình lộn, mình tự là Real Madrid. Messi, Messi, Messi đang tái hiện lại một pha đi bàn từ dưới sân nhưng mà không thành công anh em. Không thành công rồi. Một bàn rồi, hay lắm Gullit. Torres, Messi. Thấy những pha đi bàn đảo người rất là hay anh em ơi, rất là mềm mại của Messi. Busco. Hay lắm. Jasula. Chỉ qua Messi. Sút vào. Một cú đúp cho Leo lên Messi, quá hay luôn. Cú sút từ xa mà trên trái. Đấy. Anh em có được biết còn vừa rồi anh em Messi cũng trên trái từ xa đi bạn anh em. Đấy, này là danh giống như pha vừa rồi của Messi. Đó, thì ghê cho anh em. Tỷ số là 2-1 rồi. Một cú đúp cho Messi nha anh em. Diplo. Sancho. Montiel. Phật bàn rồi. Bosco chuyển xuống Messi. Bịt vị rồi, trời ơi, đáng tiếc anh em, bịt vị rồi. Trên này mà chuyền cho Gullit là ngon. Sao Gullit chuyền cho Messi là quá đúng bài luôn rồi. Trên này có vẻ như không quan sát kịp rồi. Bosco đã không quan sát kịp là Messi đã bịt vị rồi. Tỷ số vẫn đang là 2-1 nha anh em. Phút thứ 4 mùa chơi hiệp 1 rồi. Đội bạn sút lên. Đó. Diles. Montiel. Sancho. Diplo, Sancho, các bạn ơi. Roberto Carlos. Hay lắm, Vires. Mà là Vires, tốc độ Vires. Hết giờ, hiệp 1. Sang hiệp 2 nha anh em. Hiệp 1 kết thúc sẽ là 2-1. Và cú đúp của Leo lên Messi. Quá tuyệt vời anh em ơi. Để xem hiệp 2 như thế nào nha anh em. Mình sẽ tập trung cho Messi làm hot chip nha anh em. Thì Messi lúc trước mình đó review cho anh em mình đó. Thì anh em nên chơi Messi hai tiền đạo thì thấy được hơn. Hoặc là mình cho đá dạch cánh với sơ đồ 4-3-3. Đó, thì ok, đá ok hơn. Sancho, chuyển vào. Không được. Một pha sút có vẻ như là gấp gáp của đội bạn. Và Van der Sar lại bắn ra ngoài rồi. Một quả phạt góc. Chuyển vào. Bosco. Đi vô la sút. Một pha sút sai nhưng không thành công rồi. Vẫn là một quả phạt góc. Chuyển vào. Đánh đâu. Gullit té rồi nhưng không phải phạt đền. Lillet. Một cú sút có vẻ là phần ăn may, cầu may của Lillet nhưng mà không thành công rồi. Van der Sar. Ô thứ 60 rồi. Tỷ số vẫn đang là 2-1. Nghiêng về PSG Saint-Germain. Vires. Vẫn là Vires. Thì quá. Messi. Messi đi bắn. Đúng rồi, Messi đó. Messi. Sút. Không vào. Lại là một sút xa của Messi đang rất là nguy hiểm. Tức là hát chết rồi chứ. Trời ơi, tôi tiên tiếc. Chuyển vào. Đánh đầu không được. Phản công. Deppy. Mình thật Deppy. Deppy rất bình tĩnh anh em. Deppy khá bình tĩnh cầm bàn luôn. Tiếp lộ. Kin. Sancho. Phát bàn rồi. Vides. Diaz. Vides. Lam. Vẫn là Lam. Gullit. Torres. Vẫn là Torres. Bosco chống quá. Chuyển xuống. Trời ơi, ý đồ của Bosco chuyển cho Messi không thành công rồi. Nguy hiểm quá Gullit. Sancho. Gullit. Một pha phối hợp hay giữa Sancho và Gullit. Vẫn là Gullit. Sancho. 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 Sút vào. Một pha đột phá cái nhân của Sancho. Hai đều rồi. Đội bạn quá hay anh em. Pha này quá hay.
Không ngờ hậu vệ mình bị để qua rồi, hai đều rồi. Phút thứ 85 rồi. Có lẽ là trận đấu đã an bài rồi anh em ơi, phút 85 rồi, hai đều rồi, quá đẹp rồi. Một trận đấu giao hữu quá đẹp. Thì hôm nay mình làm clip quay nhân phẩm anh em, vui vui anh em, kiếm Ronaldo de Lima nhưng nó không thành công rồi anh em ơi. Thì mình đá thêm một trận hết chưa hết để giải trí cho anh em thôi. Đó. Thì anh em thấy cái clip này hay thì nhớ like share cho mình nha anh em. Còn anh chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ mình nha. Đấy, trận đấu sắp kết thúc rồi anh em ơi. Roberto Carlos. Messi. Kịp ghi bàn không? Chưa xuống. Không kịp rồi. Thôi mình kết thúc clip đây nha anh em. Cảm ơn anh em. Xin chào anh em.